bạn thấy nhiều không? Nhiều như này không? Mà tảng tảng luôn. Kể cả là mình đã bịt rồi nhưng mình cũng nên hạn chế tối đa khi mà phun vào cái chỗ mà có cái ổ bi nhé. Phải công nhận là sau khi tiến hành vệ sinh xong thì có sạch hơn là không vệ sinh các bạn. Sáng choang nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ghép nó lại. Thì quá trình lắp lại thì không chả khác gì cả. Dù chúng ta đã làm ngược lại những cái thao tác lúc trước. Các bạn thấy không? Bóc ra nhá, nhưng mà băng dính vẫn khô nguyên nhá. Bây giờ ta bỏ cái rẻ ra. Rồi trục rồi ta tiến hành cho ít mỡ vào. Và lau khô đầu trục vì lỗi chúng ta đã vệ sinh cái thùng giặt. Thank you.
lắp vào theo đúng hướng mực đánh dấu. Sau đó lại gá các ốc vít vào. Ốc vít các bạn để lần lượt thì sẽ không bao giờ bị tình trạng là nhầm lẫn. Siết đối xứng các bạn nhé, siết đối xứng để cho nó vào đều cái gioăng đã. Sau khi gá xong rồi thì các bạn sẽ siết thêm bằng tay nhé. Mình dùng khoan để bắt cho nhanh thôi. Bây giờ đến được cái phần vô cùng quan trọng là ta lại đưa nó vào và làm sao để làm một mình mà vẫn nhàn. Thì các bạn nhớ cho mình cái chiều nhá. Đây, cái chiều mình đánh dấu của cái lò xo này nha. Thì phải móc đúng bên này nhá, đánh dấu mực ở đây rồi. Thế này như vậy mà sẽ không sợ nhầm mà đúng luôn. Bây giờ mình sẽ bôi cho nó một ít mỡ. Đảm bảo sẽ rung nó không đứt. Tiếp tục các bạn dùng cái này để móc nó vào cho dễ, thì chỉ cần một người thôi, không cần phải hai người. Các bạn tháo ra xong rồi lại buộc lại thì sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục tiến hành sang bên này. Cách nhẹ nhàng nhé. Đã có thể xong rồi. Thế là xong. Bây giờ các bạn lắp cái giảm rung này vào cái piston này vào.
Đó. Nó vào luôn và nó không rung lắc nữa. Các bạn buộc dây cho nó gọn lại nhé. Thank you.
Rồi cái vít ốc nhựa này các bạn lên là phải lúc siết vào phải nhìn hơi quay ngược lại tí. Không có cái vài lần mà như vậy nó sẽ bị những cái đường ghép lối của nó bao giờ nó cũng có cái mũi tên. Nó khớp hai bên lại với nhau. Nên các bạn lưu ý. Con ốc ở phía dưới này lúc mình tháo ra ấy, nó dỉ rất là nhiều, các bạn lưu ý là bôi cho nó tí mốc. Nó nằm ở dưới mà cái miếng đằng trước này có xà phòng hay là rơi xuống ấy, và ẩm đấy. Chốt định vị. Những công đoạn này thì các bạn cứ tiến hành tuần tự như cái việc là lúc mình tháo thôi. Tiếp tục bây giờ là cái này các bạn lại đưa cái rong vào này. Lưu ý ở đây nó có mũi tên nhá, các bạn cũng cho nó vào đúng mũi tên. Cài phải đảm bảo nó vào hết nhá. Sau khi đã cài vào hết nhá, các bạn chú ý này, đây nó có hai mũi tên nhá, ở vỏ thùng và cái răng nhá. Thì các bạn cho cái răng này vào, cái khóa răng này vào.
đấy, thế là bóp vào nó sẽ chui vào. Tiếp tục là đến cái phần công tắc cửa. Là xong nhé. Khi mà các bạn để cái ốc vít của nó lần nữa ấy, thì lúc các bạn lắp vào chả thiếu thừa cái gì, cứ ở khu vực nào ta lắp vào khu vực đấy. Xong. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đúng cái vị trí của nó để chạy. Rồi bây giờ mình đã lắp lại nhá. Bây giờ cho chạy thử nhá. Bây giờ nó đang xả nước ra. Electrolux bao giờ nó cũng chạy, nó cũng sẽ xả nước ra đầu tiên ạ. Đang cấp nước rồi. Máy rất là bẩn. Và khi mà bẩn như vậy thì khi giặt vào quần áo nó sẽ bám đầy vào quần áo.
máy giặt để trên cái những chỗ cao như này nó sẽ rất là thuận lợi là không bị ẩm nhá. Nhiều nhà không có điều kiện để vào chỗ nhà vệ sinh là nó sẽ bốc hơi ẩm lên là mạch sẽ dị hỏng vỏ máy thì dị. Mà ở trên cao này rất thuận lợi là khi mình đem quần áo lên là quần áo đồ khô nên là bê lên nhẹ và phơi tại sân thượng luôn. Bắt đầu chạy rồi các bạn. Coi như đã xong nha.